Gần đến tuổi trung niên, ba việc nhất định phải từ bỏ càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, sống tham lam thì mọi chuyện đều mệt mỏi, đòi hỏi quá nhiều thì cuộc sống trở nên khổ cực hơn. Tâm lý đó sẽ khiến cho nhiều chuyện trong cuộc sống không thuận lợi, con đường đi về phía trước ngày càng nhỏ hẹp. Giữa vòng xoáy vật chất, mọi người dần quên mất rằng hạnh phúc thực sự chưa bao giờ phụ thuộc vào việc bạn giàu có ra sao. Hạnh phúc luôn nằm ở sự bình yên và giàu có từ trong tâm hồn. Do đó, cần phải học được cách buông bỏ dần những điều không quan trọng. Đặc biệt khi gần đến tuổi trung niên, chúng ta có ba việc nhất định phải từ bỏ càng sớm càng tốt để cuộc sống yên ổn hơn. Hãy cùng lắng nghe bài chia sẻ sau đây và suy ngẫm quý vị nhé. 1. Từ bỏ cố chấp, theo đuổi danh lợi. Thời tuổi trẻ, có ai mà không phấn đấu vì danh lợi? Nhưng nếu đó là thứ mà thuộc về ta thì không ai có thể cướp nó đi được. Còn nếu nó vốn không thuộc về ta thì có cố để giành lấy cũng không thể giữ được. Công danh lợi lộc hay vinh hoa phú quý đều là vật ngoài thân, không thể mang theo đến cuối cuộc đời. Vì vậy, chúng ta không cần phải vì tranh giành cao thấp thắng thua mà liều mình đi tranh quyền đoạt lợi, thay vì dùng cả cuộc đời để theo đuổi những điều phù phiếm. Chỉ bằng hãy trân trọng những gì ta đang có. Dù sao, cuộc sống càng đơn giản mới càng vui vẻ, hạnh phúc. Đôi khi, ít ham muốn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn. Học cách biết đủ, biết thỏa mãn với hiện tại sẽ đem tới phúc khí. Nếu có thể tự mình bình tâm để tâm hồn được an yên, thì danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa. Con người có thể sống những ngày thiết thực mới là quan trọng nhất. Cuộc đời vốn đầy rẫy những cạm bẫy mà tham lam lại là một cái bẫy chết người. Nếu con người không thể sống an yên, trong tâm lúc nào cũng có quá nhiều ham muốn, thì họ sẽ luôn bị giày vò để đi tìm cách đạt được những điều đó. Quá trình đó sẽ khiến chúng ta sống trong sự đau khổ, không hồi kết, rất có thể phải đánh đổi cả tự do và mạng sống. Bi kịch lớn nhất của đời người nằm ở chỗ dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đuổi theo những ham muốn vô hạn. Đợi đến khi chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá, sau đó mới nhận ra bản thân vẫn không thể có được niềm vui thực sự. Đừng nên vì quá nhiều ham muốn, quá tham lam mà khiến bản thân bị lạc đường. 2. Bỏ đi tâm lý so sánh. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không phải tự nhiên mà người ta thường nói, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Có những người luôn dõi theo người khác, ngưỡng mộ những gì người khác đang có, rồi tự ti về bản thân. Điều đó khiến mọi người bỏ qua giá trị của chính mình, âm thầm nuôi dưỡng lòng đố kỵ với những người xung quanh. Tâm lý méo mó dần dần sẽ tiêu cực hóa mọi suy nghĩ và hành động của người đó, khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng ngập trong sự bi quan. Thực tế, mỗi người đều có cách sống và giá trị quan của riêng mình. Chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể so sánh hết mọi thứ. Do đó, không nhất thiết phải đem bản thân ra so sánh hơn thua với kẻ khác, rồi lại đố kỵ với những gì người khác đang có. Càng không nên quá cưỡng cầu với những gì bản thân thiếu sót. Giảm bớt so sánh, nỗ lực cố gắng nhiều hơn, cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, bạn chỉ cần là chính mình là được. Hạnh phúc của người khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta. Khi còn trẻ, ít người có thể nhận thức được điều này. Nhưng nếu con người đến gần tuổi trung niên, họ phải từ bỏ thói quen so sánh càng sớm càng tốt. Cũng đừng nên động một chút là so sánh điều kiện vật chất, so sánh thành tích học tập của con cái với người khác, so sánh hôn nhân của mình với người ta. Từ bỏ tâm lý ganh đua sẽ giúp chúng ta có thể khiêm tốn làm người, làm những việc thiết thực khiến cho bản thân. Như vậy, tuổi trung niên mới trôi qua trong sự tốt đẹp, mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống từng ngày. Như vậy mới là hạnh phúc thực sự. 3. Không nói những điều không nên nói. Càng tới gần tuổi trung niên, mọi người càng nên duy trì kỷ luật, bắt đầu từ việc quản lý mồm miệng. Đó không chỉ là quản lý những gì ăn vào mà còn cả những điều nói ra. Vì chúng ta chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Cho nên, hãy để giá trị của mỗi lời nói ra càng trở nên quý giá hơn. Muốn như vậy, đầu tiên, đừng nói xấu người khác. Một bài học làm người cần ghi nhớ, đó là học tôn trọng người khác. Biết rõ người khác, nhưng không cần nói hết tật xấu của họ.
không chê bai họ vì khi càng trưởng thành càng nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động để tránh rước phiền phức về cho bản thân. Thay vì khắt khe với người khác, chúng ta chỉ nên khắt khe với bản thân mình. Đồng thời đừng nói lời phàn nàn, đây là việc làm hoàn toàn vô ích vì phàn nàn cả năm không bằng làm việc chăm chỉ trong một ngày. Thay vào đó, hãy chủ động tìm cách thay đổi tất cả những gì không hài lòng. Nếu làm được những điều trên, con đường đến tuổi trung niên của mọi người sẽ thêm thuận lợi và thênh thang, ngày càng tích được nhiều phúc đức trong cuộc sống. Quý vị thân mến, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người là thái độ sống, cũng có thể nói tâm thái ra sao, đời người thế đó. Đối với một người ở độ tuổi trung niên, buồn đau là chuyện xa xỉ, nhiệt huyết cũng chẳng còn như thời thanh xuân phơi phới. Nhiều nhất chính là cảm giác chiêm nghiệm nửa vời, vừa cảm nhận được bản thân đã có tuổi, vừa mong muốn níu kéo thanh xuân. Còn người đến tuổi trung niên sẽ trải qua rất nhiều chuyện, đối diện với nhiều chọn lựa, giữ tâm thái vững vàng và lạc quan là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Cách sống đúng đắn nhất của người trung niên là phải làm được 3 điều sau đây. 1. Giữ gìn sức khỏe tốt. Sức khỏe là nguồn vốn cơ bản nhất của mọi cuộc cách mạng, phát triển và thay đổi số phận. Sở hữu cơ thể căng tràn sức sống mới có đủ sức lực theo đuổi cuộc sống mình mong muốn. Có tiền mà không có sức khỏe thì làm chuyện gì cũng hoài công. Làm người phải biết thân phận nặng nhẹ, thấu hiểu cái gì mới quan trọng nhất, không vì những chuyện vụn vặt và chi li mà làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Mệt mỏi dài lâu, sức khỏe lụi tàn, còn tiêu tốn tiền bạc nhiều hơn kiếm được. Con người sống ở đời đương nhiên phải biết kiếm tiền, đồng thời xem trọng sức khỏe, duy trì hai điều này ở trạng thái cân bằng mới sống ngày một tốt hơn. Liệu mạng làm việc có đúng đắn không? Mặc dù không thể đánh giá tính đúng sai vì đây hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người, nhưng đến khi bạn đã sở hữu mọi thứ mà sức khỏe lại xuống dốc trầm trọng, bạn mới nhận ra nỗ lực trước đó có ý nghĩa không. Đến tuổi trung niên, chúng ta càng phải trân quý cơ thể hơn. Bản thân gánh vác nhiều thứ đã rất mệt mỏi rồi, đừng bạc đãi chính mình bằng thái độ lơ là với sức khỏe nữa. Sống khỏe mạnh, mọi thứ mới có ý nghĩa thật sự. 2. Chăm sóc gia đình thật tốt. Ở cái tuổi không lớn mà cũng không nhỏ này, đa số người đều phải chịu trách nhiệm với gia đình, không chồng con cũng là bố mẹ hoặc anh chị em. Gia đình là nơi chúng ta cảm thấy an toàn nhất, cũng là tấm lưng để chúng ta dựa vào. Chúng ta cố gắng đến vậy đều là vì cho người thương yêu có cuộc sống tốt hơn. Gia đình không hòa thuận thì nỗ lực cũng thành vô ích. Bạn làm nhiều đến mấy cũng không có động lực, thậm chí mục tiêu phấn đấu cũng chẳng có. Thời trẻ bận bịu, xông pha và trải nghiệm, nhất thời bỏ quên những người thương yêu nơi quê nhà. Đến tuổi trung niên, chiêm nghiệm nhiều mới biết còn bố mẹ là điều may mắn. Do đó cần phải giữ liên lạc với gia đình, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn. Bận đến mấy cũng không được bỏ qua những người đang mong ngóng mình từng ngày. Mối quan hệ nào cũng cần được duy trì và tôn trọng. Đừng bao giờ cho rằng người thân sẽ hiểu bạn nên không cần phải quá ân cần hay chăm sóc. Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta dễ dàng quên đi sơ tâm, bỏ những điều chân quý phía sau. Người có thể chu toàn được cả công việc lẫn gia đình mới thông minh và xuất chúng thật sự. 3. Tâm thái vững vàng. Biết sống là một loại năng lực, cũng là một dạng tâm thái. Chỉ cần tâm thái lạc quan, vững vàng thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Biết cách buông bỏ và sống cho thực tại, cuộc đời suôn sẻ đến bất ngờ. Nhiều lúc chúng ta không thể hạnh phúc đều là vì có vấn đề trong cách nhìn nhận. Chuyện gì cũng nên suy nghĩ ở nhiều góc độ khác nhau thì cảm xúc cũng không giống nhau. Cảnh buồn, người có vui đâu bao giờ. Mọi thứ trước mắt, tốt hay xấu đều do cách bạn nhìn nhận. Đôi khi chẳng có chuyện đúng hay sai trên đời này, chỉ là cách bạn nghĩ như thế nào mà thôi. Tâm thái an định, xử lý vấn đề cũng tích cực hơn, cuộc sống chuyển biến tốt. Thay vì loay hoay, bứt rứt khôn nguôi, hãy mở rộng trái tim, nghĩ thoáng hơn. Tất cả sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Trung niên là độ tuổi khá mệt mỏi, bởi lẽ trải nghiệm và tiếp thu nhiều hơn. Làm được 3 điều trên, hạnh phúc nằm trong tầm tay.